Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video quay cảnh mấy chú khỉ ở trên núi khỉ Vi Ba. Hôm nay là chủ nhật ngày 6 và bây giờ là buổi chiều nha, ngày 6 tháng 9 năm 2020. Hôm nay có 4 bạn, bạn Tính, bạn Khánh, bạn Nhi và bạn Nga lên núi khỉ Vi Ba khám phá mấy chú khỉ và cho mấy chú khỉ ăn nha các bạn. Đây đó. Buổi chiều vào giờ này á là giờ bắt đầu mấy ảnh ăn chiều á nha các bạn. Ăn từ bây giờ cử này cũng khoảng là 3 giờ mấy rồi á. Khoảng 3 rưỡi rồi. Bắt đầu là giờ này là mấy ảnh xuống. Mấy ảnh xuống đường á, mấy ảnh ăn chiều. Và hôm nay mấy chú khỉ nhà ta có một cái nhân duyên rất là tốt. Đó là gặp hai cái đôi tiên đồng ngọc nữ nha, cho ăn quá trời luôn, không biết tốn gần chắc cũng cả 100.000 à. Đây còn trái nào không cho em, trái về hai con thằng đất thôi, tính này mới cho hai con nó xong luôn, cho nữa. Hai chú khỉ này gặp được người tốt bụng rồi, ăn đã luôn đó, ngồi ăn ngon lành sung sướng biết chừng nào ha các bạn ha. Và đây là đợt tăng cường thứ 3 nha các bạn. Đó, hai nãy chuối, ba nãy chuối gì đó. Trận này là lên khúc trên. Đây, khúc ở trên này. Khúc có cái cô bán rào ở dưới đường nè. Đó. Khúc này á, mấy khỉ nó thường hay tập trung đây lắm. Có cái tảng đá bự bự á, mấy khỉ nó thường hay leo nó ăn lắm. Và cho ăn dài dài từ đây lên tới cái trên sân ở trên chùa luôn đó, kéo dài tuốt lên như đó. Phải nói là hôm nay mấy bạn khỉ nhà ta may mắn gặp được những bạn trẻ tốt bụng như thế này, quá tốt luôn. Và đây là trận tăng cường thứ 4 đó, lại hai tay hai nãy chuối tiếp tục. À, lần này là lên tới trên luôn, lên tới trên sân chùa luôn, mà mấy khỉ đang tập trung trên đây cũng khá đông, quá trời luôn các bạn ơi. Yeah.
rồi nghĩ coi cái bạn đó đang ăn quá trời. Không, con này nó hiền lắm. Con này nó hiền lắm. Không phải đâu. Không được, không được. Không được. Có con rờ được, có con rờ không được. Ai không có nào rờ được luôn. Tại vì mình không biết cái con đó. Có những con mình rờ được. Riêng con này là rờ không được. Rồi, thôi đi đi con. Nó là cha của mấy đứa nhỏ này nè. Mấy đứa nhỏ nhỏ. Nó đi đâu là đám con đi theo đó. Nó theo con bố nãy rút đi hết. Tối lên YouTube coi. Tối khoảng khoảng 7 giờ. Mình nhớ mình ở đâu? Ở Vũng Tàu hay ở đâu? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn á. Ok. Rồi chờ xíu nữa rồi.
sáng rồi. Chà, tuổi này mà về là hơi bị mệt á, nắng quá ha. Đây sao tay không đỡ, tay đi quay trên núi, đứng đợi hoài. Tưởng đâu nhiêu đó là thôi, ai ngờ quất thêm trận tăng cường thứ 5 nữa nha các bạn. Trận này là trận cuối á. Nghe khỉ bữa nay vô mánh rồi. Rồi, cuộc vui nào cũng tan, bữa tiệc nào rồi cũng tàn à, chơi nãy giờ rồi, giờ cũng tới lúc về thôi. Anh em nghỉ mệt chút rồi lên đường. Coi nhớ đăng ký nha. Kênh Núi Khỉ V3. Núi Khỉ V3.